Chào mừng các bạn đến với kênh Leo 712 Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng gai bom, tên lửa dẫn đường. Gai bom đó là điều khiển bằng TV và bằng laser ha. Thì từ loại thấp tới cao nó sẽ có nhiều loại. Như cái thằng AGM-65D của F-16 này dẫn đường bằng hồng ngoại nè. Thì nó sẽ có một cái bot xịn hơn để phân biệt tầm qua cái chế độ nhiệt. Nó ít thì nó tỷ lệ trúng cao hơn. Còn đối với cái hàng A10 sử dụng loại gai bom là TV á, thì cái tên lửa này cái tầm nhìn của nó thì không có được rõ lắm. Cũng hơi khó nhìn vì tỷ lệ trúng ở tầm răng này thì cũng may mắn thì bạn trúng được nhiều. Mình cứ chơi game thì bắn 6 quả trúng được 3 4 quả gì đó. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng AGM và GPU dẫn đường bằng TV ha. Đây. Ok, để mình vào test file. Thì để sử dụng cái này, đầu tiên các bạn phải có là cài đặt nút ha. Về phần cài đặt nút này thì sẽ có là file Atura Micro, thì các bạn có thể gán lúc nào cũng được, miễn các bạn thuận tay. Mình thì mình gán bằng phím cách. Ngoài ra thì còn phải cài thêm Weapon Lock Atura hoặc là Atua. Cái chữ này mình gán vô thì có thể là nó lock được mục tiêu hoặc bỏ lock mục tiêu đó để chuyển sang mục tiêu khác. Cách này thì để mình nhìn thấy rõ địch đó thì mình bấm lock luôn để mình bắn cho nó nhanh, không cần zoom hoặc là sẽ có bắn bấm bằng phím cách lock và bắn. Tiếp theo là cái second weapon rip à nhầm tiếp theo là đến cái quick second weapon. Thì cái chỗ nút này các bạn hãy cài cho mình là cái nút chuyển đổi vũ khí, tại vì mình có thể mang theo tên lửa dẫn đường hay ghi bom GPU gì đó, thì mình có thể chuyển qua từng loại cho hợp lý. Tiếp theo một nút nữa là cái nút size stabilization, nút này là nút ổn định tầm ngắm cho cái bot nhìn hay là cái wheel nhìn của camera trên máy bay. Thì ở đây mình sẽ gắn nút nút F. Mình không nhớ không lầm thì nó mặc định nó cũng là nút F rồi. Và gắn thêm chỗ này nữa là cái disable, là mình bỏ cái nút ổn định đi. Tiếp theo là một cái là xe. Ngoài ra thì ở video tiếp theo nó sẽ có cái phần là laser đó để dẫn đường cho gai bom ha. Còn laser thì các bạn hãy kiếm giữ laser này, gán cái nút để bật tắt của mục tiêu là xong. Ok, thì đầu tiên mình sẽ sử dụng AGM. Thì trước khi sử dụng AGM này thì có hai cách. Cách đầu tiên á là mình sẽ nhờ đồng đội mà spot địch lên có hình cái mũi tên. Ở chế độ chơi rau RB á, thì các bạn sẽ thấy là bộ mình thường hay spot địch lên và có cái hình con mắt ở trên đầu, hoặc là ping vô cái địa điểm đó. Thì ví dụ mình bay ở tầm xa mình sẽ không thấy được vì cái tầm nó rất là khó nhìn đó, cái dâm nó di chuyển như thế này rất là khó nhìn. Thì lúc đó các bạn sẽ nhìn ở chế độ view máy bay bình thường, sau đó bấm phím F ổn định tâm nhắm vô cái chỗ mà mình cần ngắm. Thì khi mà bấm V đi đó thì cái tâm nó sẽ ở sát mức nó nhất có thể, và lúc đó mình chỉ bấm khóa mục tiêu và bắn thôi. Fire, đó là nút fire, fire Atura Missile. Mình đây là gắn phím cách. Thì khi mà lock ngay chỗ đó xong, mình bấm phím cách 2 lần là nó sẽ vừa lock và nó bắn. Thì khi bấm đầu phím cách đầu tiên nó sẽ tracking mục tiêu, như vậy là tracking thành công. Sau đó bấm bấm lần nữa thì tên lửa nó sẽ tự động bắn và bay đến mục tiêu đã nhắm. Mục tiêu tỉnh thì hoặc di chuyển chậm thì có thể trúng ha, còn di chuyển nhanh quá thì có thể là không trúng được đâu. Ngoài ra thì sẽ có một cách thứ hai nữa, đó là cái chỗ mà mình set weapon lock Atura là nút R.
Thì khi mà mình bay ở tầm gần mà nhìn thấy rõ địch á thì bấm chữ R. Bấm lần đầu tiên thì nó sẽ xác định mục tiêu địch đó đó. Bấm chữ tiếp theo là nó sẽ lock ngay cái chỗ đó luôn, như các bạn thấy ô vuông và bắn. Các bạn có thể bấm chữ R lần nữa để bỏ lock đối tượng nha. Đó thì có hai cách bắn như thế này. Nếu mà trong trường hợp bạn thấy được mục tiêu rõ thì các bạn có thể dùng lock A to round luôn để xác định mục tiêu và nhấn thêm một lần nữa nút lock đó và bắn như bình thường. Nó đỡ tốn thời gian. Còn nếu mà đồng đội hỗ trợ spot địch lên thì bấm vô cái chữ F ngay đó, ngay địch nè, và bấm V. Đó, nếu mà các bạn bị kẹt như thế này thì hãy bấm Alt F. Như nãy là mình có chỉ là disable cái ổn định đó. Đó thì các bạn có thể di chuyển qua lại và bấm lại F hoặc là phím cách để bắn mục tiêu luôn nếu cần thiết. Như mình là mình di chuyển qua xong mình xác định mục tiêu. Đó, mình lock và mình bắn như bình thường. Đây là loại dẫn đường bằng TV ha. Còn loại dẫn hồng ngoại thì nó khác nữa. Nó nhanh hơn, tiện hơn. Tiếp theo là đến GPU. Thì GPU này thì cũng có hai cách tương tự. Cách đầu tiên là cũng bấm F để xác định vị trí cần ngắm nè. Di chuyển tâm và sau đó bấm checking rồi chuyển về chế độ góc nhìn bình thường. Thì các bạn sẽ thấy cái tâm ném bom nó đi gần tới địch. Thì khi mà xác định gần tới á, thì các bạn chỉ cần bấm drop thả thả bom thôi. Thì cái quả GPU nó sẽ tự động bay đến địch. Đó. Nó sẽ tự động điều chỉnh. Thì cái này ném bằng TV nên nó là không có bắn bằng cái laser chỉ định. Thì cứ ném. Nếu mà mục tiêu ở tỉnh á, thì nó sẽ trúng cao hơn, còn di chuyển thì hên xui. Đó. Ngoài ra thì cách 2 thì cũng tương tự thôi. Cách 2 tương tự thì cũng bấm chữ R là A to lock round gì đó. Các bạn có thể bấm R trước cũng được, di chuyển cái tâm chuột qua. Rồi sau khi xác định mục tiêu thì bấm R thêm lần nữa, nó sẽ tự động lock ngay trên đầu nè và thả. Thì quả bom nó sẽ tự động bay đến chỗ chỉ định. Rồi, như vậy là xong cái cơ bản về lock vũ khí AGBU và AGM dẫn đường bằng TV, television. Đó, thiên về tìm kiếm từ khoản quang học. Còn phần tiếp theo là mình sẽ đến với cái loại tên tên lửa không đối đất và cái GPU dẫn đường bằng laser ha. Thì thường các loại này nó sẽ có guidance này là laser đó, và thường thì sẽ được kèm thêm một cái box xịn để zoom in zoom out chuyển đổi cái tầm nhìn cho nó rõ hơn. Thì ở đây mình sẽ dùng con F16. Ok, thì đầu tiên thì AGM sử dụng cái dẫn đường bằng IR hồng ngoại đó thì cũng đơn giản thôi, do máy bay sẽ được cấp thêm một cái bot xịn hơn như là con F16 này hoặc các loại phương tiện khác có hỗ trợ. Rồi thì mình sẽ sử dụng cái bot này. Thì đầu tiên họ cũng phải xác định được hướng địch, sau đó mình bấm phím F ổn định tầm nhắm đó và mình bấm phím V. Cái đầu tiên là cái bot mặc định nó thường rất là dởm, không có xịn, thì mình sẽ đổi sang cái post thứ hai Cũng bấm phím đó. về. Thì đây post thứ hai này là của hàng xịn như hồi nãy, thì lúc này mình chỉ cần bấm F để ổn định khóa mục tiêu, Các bạn bấm phím cách để zoom ra zoom vào ha. Bấm phím N để đổi chế độ nhìn tầm nhiệt vòng ngoài. thì các bạn có hai cách là bắn luôn cũng được, hoặc là các bạn bắn như thế này hoặc là các bạn zoom bắn, tùy theo các bạn thôi. Đó thì khi bấm cách đầu tiên nó sẽ xác định target tracking, sau đó mình bắn như bình thường thì quả tên lửa nó sẽ tự động bay đến mục tiêu đó. Trong setting sẽ có một cái loại là terminal, thì các bạn hãy gán vô phím để đổi chế độ nhìn nhiệt nha. Up cây này đó, như vậy là xong và ba cháo một lúc luôn. Rồi còn về
dẫn đường bằng GPU la xe á, thì ở đây mình sẽ cần set thêm một nút ở đó là la xe. Thì cái nút này là mình để mình bật tắt cái la xe nè. Khi mà mình chỏ nghi địch á, thì cái quả GPU này nó sẽ bay theo cái hướng la xe đó tuyệt đối. Còn nếu các bạn mà chỉnh nhầm thì nó không đến được mục tiêu. Còn nếu mà mục tiêu đang tầm đường đó mà tắt la xe thì quả bom nó vẫn đi theo chỗ la xe cũ nha. Với cái tầm này thì mình sẽ lợi dụng cái bot xịn đi. Đó, mình sẽ lock mục tiêu hướng này. Nó bấm con chuột giữ mình là la xe và ném bom. Thì quả bom nó sẽ tự điều chỉnh theo cái hướng la xe của mình. Nếu mà các bạn ném lệch thì nó sẽ không đến đúng được. Đó, như các bạn thấy là mình đang bị ném lệch hơi xa nè. Thì mình sẽ sử dụng lại. Rồi, mình chọn mục tiêu. Tìm mục tiêu nè. Đó, dâm con bát xịn lên. Và mình đánh dấu mục tiêu bằng laser. Sau đó là canh cái dòng nè. Đó, gần đến. Ném. Thì cái quả GPU này nó sẽ đi theo cái laser. Các bạn có thể ném xích gần gần thôi thì nó cục chúng nè. Như vậy là xong. Đó là GPU dẫn đường bằng laser ha. Rất nhanh và đơn giản. Bot càng xịn thì dễ nhìn hơn, còn bot dởm thì hơi khó một chút. Ngoài mấy quả dẫn đường bằng AGM laser đó thì còn có các loại rocket dẫn đường bằng tay. Thì như ở đây là mình sẽ có cái loại rocket Golden laser này của Pinsu ha, KH25M. Nó cũng đa dạng lắm, tùy theo quốc gia mà có tên loại tên lửa khác nhau. Ở đây thì mình sẽ chỉ chung đó là loại missile KH, loại rocket dẫn đường bằng tên laser. Thì nó có mấy loại tên lửa dẫn đường AGM bằng laser. Thì cũng hơi khó cho các bạn mới chơi. Thì các bạn có thể bấm phím F ổn định tâm nhắm và bấm thêm cái nút laser. Đây mình cài là laser nè, toggle tắt mở ha. Đó, thì có khi các bạn bấm F nó cũng có laser sẵn luôn và bắn. Thì cái việc này á, các bạn chỉ cần bắn thôi thì cái giữ cố định cái mũi máy bay hướng về mục tiêu nha. Còn cái vụ mà các bạn bẻ qua góc quá thì nó mất laser nữa ha. Đó, nó mất cái điểm xanh đi. Thì như vậy sẽ không trúng nữa. Cái đó là cách bắn một cách, nhưng mà cách này thì cũng hơi khó trúng. Thường thì mình sẽ sử dụng cách thứ hai, đó là mình nhìn trực tiếp bằng cái tầm nhìn luôn để tăng tỷ lệ trúng. Thì để làm việc được việc đó thì phải xác định hướng của địch trước. Đây, như đây mình xác định hướng cho địch là bấm F nè, đó có laser lại mình bấm V ha và mình bắn. Đó thì ở đây mình có thể dẫn đường đi nè, nó bẻ góc theo cái hướng laser của mình. Thường thì mấy góc của loại tên lửa này nó rất là hẹp. Nếu mà các bạn bắn sát quá thì có thể không trúng được. Hoặc là cúi trên cao xuống thì tỷ lệ trúng cao hơn. Đây, đó bấm V và bắn nè. Đó, thì dẫn đường quả tên lửa nó đi xuống. Đây, xong. Thì để sử dụng quen thuộc thì các bạn nên vào luyện tập hoặc là bắn với bot nhiều cho thuần thục, để khi mà vô cái chế độ RB thực chiến á thì các bạn sẽ sử dụng được hợp lý và nhanh hơn. Tại vì thường bắn xe kiểu này á, con AA nó sẽ thịt mình trước, nên mình cũng ít chơi lắm. Mình chơi rocket ngu luôn, là lao vô xả xuống là nó đến cái thằng địch luôn. Thì các bạn nên thực hành nhiều ha, để cho quen tay, dễ chơi hơn. Chúc các bạn may mắn kiếm được thật nhiều kill. Hẹn gặp lại các bạn ở video hướng dẫn sau. Xin cảm ơn.
Đừng quên đăng ký kênh của mình, like và share video nhé. Bye bye.